Ngôi sao kỳ cựu đã gây ra một chút bối rối khi công bố giải phim hay nhất, giải thưởng lớn nhất của đêm trao giải Oscar, mà không công bố 10 đề cử trước. Trên thực tế, cú đãng chí trong giây phút quan trọng nhất của Al Pacino cũng không phải là sai lầm tồi tệ nhất trong lịch sử giải Oscar và việc Al Pacino bỏ quên phần giới thiệu 10 đề cử của phim hay nhất đã khiến buổi tối trao giải năm nay có thêm một kết thúc thú vị. Theo phóng viên văn hóa và giải trí Gemma Pfeilow, theo nhiều người, chiến thắng của giải phim hay nhất đã được định trước và không hề khó đoán nữa. Sau khi chúng ta chứng kiến hai ngôi sao của phim là Killian và Robert cùng đạo diễn Christopher Nolan lên nhận tượng vàng. Và sau khi bộ phim oanh tạc tới tận 6 đề cử thì tất cả chúng ta đều biết Oppenheimer sẽ giành chiến thắng. Và có lẽ ngôi sao kỳ cựu Al Pacino cũng cảm thấy như vậy nên đã rút ngắn thời gian chờ đợi cho tất cả mọi người. Mặc dù cái cách này đã khiến cho lễ trao giải Oscar năm nay kết thúc buổi lễ có vẻ hơi vội vàng.